Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 15 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tháng 4 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chủ trương về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông với mục tiêu hoàn thành việc cấp đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà, ổn định đời sống cho người dân trải nghèo sinh sống trên sông trong năm 2023. Sau 2 năm thực hiện, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Tòa Giám mục Giáo phận Công giáo Thanh Hóa, sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp nhà hảo tâm, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và với cách làm đồng bộ, nghiêm túc, công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản các hộ đồng bào sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh đã được cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Đến nay, các địa phương có đồng bào sinh sống trên sông đã quy hoạch, đầu tư hạ tầng, bố trí cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 183 hộ với tổng kinh phí khoảng 71 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng hạ tầng gần 19 tỷ đồng, hỗ trợ làm nhà hơn 52 tỷ đồng. Để giúp các hộ dân chài vừa được tái định cư sớm ổn định cuộc sống, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội như bố trí đất sản xuất, phối hợp các doanh nghiệp tư vấn và giới thiệu việc làm cho lao động trong độ tuổi, đảm bảo các chính sách về bảo hiểm y tế, quan tâm hỗ trợ việc học cho các em trong độ tuổi đến trường. Có thể khẳng định, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa là một chủ trương đúng đắn, là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái, được các cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ đánh giá cao. Trong thực hiện cuộc vận động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11 tập thể và 11 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có nhiều thành tích trong công tác cấp đất ở và vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Tuy nhiên hiện nay, đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn, cần được hỗ trợ về nhà ở còn nhiều, trong khi điều kiện nguồn lực của nhà nước và của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình trong toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa còn khoảng 16.000 căn nhà tạm, nhà dột nát của các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách cần được sửa chữa xây dựng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, việc triển khai cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông là một chủ trương kịp thời đúng đắn, là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối quan trọng huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động cùng với các cấp các ngành trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự đóng góp ủng hộ của Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Công ty xi măng Long Sơn, các nhà hảo tâm, các gia đình, dòng họ bằng trách nhiệm tình cảm với những nghĩa cử cao đẹp đã tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực, đồng hành cùng với các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh, hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho đồng bào sinh sống trên sông vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh các hộ gia đình nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở còn chiếm số lượng lớn, trong khi đó do nguồn lực có hạn nên chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của người dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 22 về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Để hoàn thành mục tiêu lớn lao đó, kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có chỗ ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây. Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hiệu quả thiết thực nhất. Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2024 và năm 2025. Các địa phương phải khẩn trương thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và thành lập ban vận động ở thôn, bản, tổ dân phố, xây dựng và triển khai bảo đảm đồng bộ, thống nhất kế hoạch thực hiện chỉ thị 22 của cấp mình, của đơn vị mình, phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu của cuộc vận động. Ngay sau hội nghị, các cơ quan đơn vị chỉ đạo đưa nội dung chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, tổ chức lồng ghép nội dung cuộc vận động gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng bộ tỉnh. Thứ hai, phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động bằng các hình thức đa dạng, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thực chất vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên hội viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tốt đẹp của cuộc vận động, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay, góp sức, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, sớm có nơi ở ổn định, an toàn. Trước mắt, cần huy động tối đa các nguồn lực, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, trong khu dân cư, tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương làm tốt công tác điều tra, rà soát, nắm chắc số hộ trong diện hỗ trợ, bảo đảm chính xác đúng đối tượng, thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn ủng hộ tài trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra việc trục lợi chính sách, phối hợp lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn xã hội hóa từ cuộc vận động, bảo đảm đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu và quay trở lại hỗ trợ cộng đồng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là nòng cốt, kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào. Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện, nắm chắc tâm tư nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân để tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương bổ sung điều chỉnh các biện pháp, giải pháp, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu cuộc vận động đã đề ra. Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Thanh Hóa trong và ngoài tỉnh, bằng tấm lòng thơm thảo của mình, chung tay, góp sức, người có của, góp của, người có công, góp công, người có ít, góp ít, có nhiều, góp nhiều, quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Chỉ đạo tỉnh, xin chân thành cảm ơn, tri ân sâu sắc tất cả những tấm lòng nhân ái,
nghĩa cử cao đẹp để các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tại điểm cầu tỉnh ủy và các điểm cầu trong tỉnh đã hưởng ứng quyên góp ủng hộ cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Trong đó, các doanh nghiệp đã trao biển đăng ký ủng hộ với số tiền gần 38 tỷ đồng. Hôm qua ngày 15 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quy định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị có cán bộ được điều động bổ nhiệm đợt này. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Mai Viết Luyến, Trưởng phòng Tổ chức Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Trung, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Lê Thế Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Hoàng Bình Yên thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, làm công chức cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu ứng cử, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động bổ nhiệm trong đợt này và nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các đồng chí trên cương vị công tác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ở vị trí nhiệm vụ công tác mới, các đồng chí tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cũng như nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Trong quá trình công tác phải luôn đặt nhiệm vụ của tập thể, cơ quan đơn vị và của tỉnh lên trên hết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực sở trường, nắm vững quy chế làm việc, có cách làm sáng tạo khoa học để điều hành triển khai công việc được thông suốt, đạt hiệu quả cao. Tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, sâu sát địa phương cơ sở để có đề xuất kiến nghị và có những chỉ đạo thúc đẩy phong trào của địa phương, cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị cấp ủy tập thể cán bộ cơ quan đơn vị có các đồng chí mới được điều động bổ nhiệm tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt các đồng chí được điều động bổ nhiệm, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Mai Viết Luyến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đưa phong trào của cơ quan đơn vị đi lên. Hôm qua ngày 15 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo và đại diện các phòng ban chuyên môn EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các ban quản lý các dự án công trình điện miền Bắc, miền Trung. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thi công xây dựng 5 dự án lưới điện truyền tải gồm: đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa, đường dây 500 kV Thanh Hóa Quỳnh Lưu, đường dây 220 kV Nậm Sum, Nông Cống, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa, trạm biến áp 220 kV khu kinh tế Nghi Sơn. Ngoài ra, một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm đường dây 220 kV nhiệt điện Nghi Sơn, Rẽ Nông Cống, Quỳnh Lưu, trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và đường dây 220 kV Thanh Hóa Sầm Sơn, trạm biến áp 220 kV Hậu Lộc. Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một số khó khăn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đóng điện các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là dự án đường dây 220 kV Nậm Sum, Nông Cống.
Dự án này có tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Như Xuân, Như Thanh và Nông Cống với chiều dài 52,14 km, bao gồm 125 vị trí móng cột và 47 khoảng néo. Hiện còn 9 vị trí móng cột và 24 khoảng néo chưa được bàn giao. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị cụ thể với tỉnh Thanh Hóa nhằm sớm giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ của dự án. Trên cơ sở nội dung báo cáo và thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có những chỉ đạo cụ thể và giao nhiệm vụ cho các ngành địa phương của tỉnh chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với từng dự án. Trong đó, liên quan đến việc thi công đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban quản lý các dự án công trình điện miền Bắc xây dựng phương án đường tạm thi công qua rừng tự nhiên phù hợp với thực địa, phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng kiểm kê số lượng cây cần chặt hạ để lên phương án bồi thường. Giao các huyện Như Thanh và Như Xuân khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ gia đình có đất trong vùng dự án đã đủ điều kiện. Đối với các hộ còn vướng mắc thì yêu cầu huyện có văn bản gửi về các sở ngành chức năng để có hướng dẫn giải quyết. Đồng thời các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền thông tin đầy đủ về chế độ chính sách của nhà nước để các hộ dân đồng thuận ủng hộ dự án, nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt. Đối với các dự án, đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa và đường dây 500 kV Thanh Hóa Quỳnh Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các địa phương đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác vận động di rời các hộ dân có nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng trong vùng dự án, nhanh chóng bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, các dự án lưới điện truyền tải được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung triển khai có hiệu quả, đặc biệt là dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí nêu rõ, thời gian thi công các dự án đều rất gấp rút, song với sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những khó khăn vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực hết sức cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao các sở ngành chức năng tiếp tục sát sao phối hợp với đơn vị liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia rà soát, đánh giá từng nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch. Thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đặng Hoàng An cảm ơn sự quan tâm sâu sát vào cuộc kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành và các địa phương của tỉnh đối với những dự án lưới điện truyền tải đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những dự án lưới điện quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa, khu vực và liên miền. Do vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung đầu tư nỗ lực để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, của đất nước nói chung. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An nêu rõ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên có mốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc là rất lớn. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân trong quá trình thi công dự án. Đối với dự án đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc chậm nhất ngày 23 tháng 4 năm 2024 phải trình phương án xây dựng đường tạm đi qua rừng tự nhiên đến vị trí chân móng cột, đề xuất địa phương phê duyệt để sớm triển khai thi công. Thưa quý vị và các bạn, theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân các khoản vay mới hiện chỉ còn 6,4% trên năm, giảm thêm 0,7% so với cuối năm 2023. Điều đang nói là hiện nay, hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang triển khai các chương trình giảm lãi suất, giãn gia hạn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đồng thời gia tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi lãi suất thấp cho khách hàng. Đây sẽ là cơ hội để khơi thông tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương. Đơn hàng xuất khẩu được ký kết tăng khoảng 20%, nên nhu cầu về vốn của doanh nghiệp này cũng tăng theo để có thể mở rộng quy mô sản xuất. Nắm bắt nhu cầu này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa đã cấp hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp với nguồn vốn lưu động 10 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay về mức còn khoảng 5% trên năm, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì đối với đơn vị chúng tôi là được giảm cái lãi suất tới 2%, là chúng tôi cũng đã tiết kiệm được rất nhiều đối với trong chi phí sản xuất, thì được tăng cường được mua được thêm hàng về để dự trữ để cái nguồn hàng ra trong những tháng tới về mưa bão là có sản xuất. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa,
Đến hết quý 1 năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 196.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng cũng đã tung ra nhiều gói tín dụng với mức lãi suất hấp dẫn và tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận hồ sơ vay vốn. Thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, Copbank chi nhánh Thanh Hóa cũng triển khai nhiều sản phẩm tín dụng, đặc biệt là gói Copbank kết nối khách hàng phát triển kinh tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo đúng tinh thần chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi sẽ chủ động, tích cực trong việc huy động vốn để cân đối, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế. Và bên cạnh đấy là chúng tôi cũng sẽ tích cực rà soát các nội dung để đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như là cải cách các một số nội dung về cái hành chính để nâng cao cái việc hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để khách hàng tiếp cận nguồn vốn của Agribank một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Và đặc biệt là tôi cũng đang cho vay cái mức lãi suất thấp nhất để có thể là khuyến khích cho các doanh nghiệp cũng như các khách hàng phát triển kinh tế và giảm áp lực về tài chính. Ngân hàng Nhà nước dự báo sang quý 2 năm 2024, tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng có thể đạt 3,8%. Điều này kỳ vọng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh sẽ được khơi thông. Trong công điện chỉ đạo mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu toàn ngành ngân hàng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay, tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo này cùng với diễn biến phục hồi tích cực của nền kinh tế sẽ là điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giúp người dân doanh nghiệp đón đầu xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Chỉ còn thời gian ngắn nữa là sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hiện tại, việc tập luyện cho lễ diễu binh diễu hành thuộc các khối đang được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, sẵn sàng cho lễ diễu binh diễu hành vào ngày 7 tháng 5. Trong suốt những ngày qua, dưới cái nắng gần 40 độ C, nhưng gần 2.500 cán bộ chiến sĩ nhân dân thuộc các khối diễu binh diễu hành vẫn miệt mài tập luyện nghiêm túc cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mặc dù quá trình tập luyện vất vả, nhưng ai nấy đều thấy vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ tham gia diễu binh diễu hành. Rất tự hào về để chào đón kỷ niệm mùng 7 tháng 5 thì bọn em cũng rất cố gắng để nỗ lực để chào đón mùng 7 tháng 5 cho dù nắng nóng thời tiết nhưng mà bọn em vẫn cố gắng để phát huy. Khối trí thức chúng tôi đồng lòng tất cả các anh chị em trong khối đã quyết tâm thực hiện bằng tinh thần cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Ủy ban tỉnh đã đề ra trong cái đợt tập luyện này. Lễ diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng của dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến nay, công tác huấn luyện diễu binh diễu hành đang đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra. Các đồng chí đã nắm được những động tác cơ bản nhất và đã nắm chắc được cái nhiệm vụ của khối của mình. Lực lượng làm nền trên sân, các đồng chí đã thực hiện tập đứng nghiêm được đến 40 phút. Thế còn các khối diễu hành quần chúng thì các đồng chí là tập bảo đảm được cái nội dung tương đối là tốt theo ý định của ban tổ chức. Theo đánh giá của ban tổ chức là chúng tôi đã đạt được cái kết quả luyện tập là theo đúng về kế hoạch. Nhiều khối là các đồng chí thực hiện rất tốt, vượt được cái chỉ tiêu. Thời gian đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đang đến gần. Hiện tại việc tập luyện cho lễ diễu binh diễu hành đang diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn bị tốt nhất cho đại lễ thành công. Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận được các cuộc gọi điện thoại giả danh là cán bộ công an để hướng dẫn hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID. Cơ quan công an khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Cách đây ít ngày, chị Thiều Thị Yến ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ công an huyện Thọ Xuân và thông báo tài khoản định danh mức độ 2 của chị đã bị trùng với hai người khác. Đồng thời hướng dẫn chị Yến cách khắc phục. Do nghi ngờ nên chị Yến đã đến ngay công an xã Thọ Lâm để trình báo. Khi tôi ra công an xã thì tôi có được đồng chí Linh kiểm tra thông tin và bảo cung cấp căn cước công dân để đồng chí kiểm tra. Thì sau khi kiểm tra thì đồng chí Linh có bảo tôi là căn cước định danh mức 2 của chị không ảnh hưởng gì hết và mình chị sở hữu không ai trùng với ai cả. Và đồng chí Linh có căn dặn tôi thêm là chị nên đề phòng cảnh giác với những số điện thoại lạ. Nếu như có gọi điện giả danh công an hoặc là viện kiểm soát nọ kia
thì cung cấp tài khoản thì chị đừng cung cấp cái thông tin gì lạ, và nếu thấy gì bất thường thì chị có thể là lên công an để chúng tôi giúp chị xử lý. Thời gian qua thì công an xã Thọ Lâm đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh của người dân về việc có số điện thoại lạ gọi điện đến cho người dân, thì yêu cầu người dân phải đi làm lại cái số định danh điện tử mức độ 2. Tình hình trên, công an xã đã tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu về cái vấn đề mà các đối tượng đang lợi dụng không gian mạng để lừa đảo người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra thì công an xã đã thành lập fanpage công an xã Thọ Lâm và 11 nhóm Zalo tuyên truyền tại 11 thôn để tuyên truyền sâu rộng hơn đến những người dân và để người dân hiểu thêm về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng tại huyện Thọ Xuân, công an huyện đã tiếp nhận thông tin của 5 trường hợp công dân đi làm ăn xa gọi điện về đường dây nóng phản ánh việc bị các đối tượng giả danh công an huyện Thọ Xuân gọi điện thông báo tài khoản định danh điện tử bị lỗi và yêu cầu lên công an huyện hoặc hướng dẫn cách khắc phục. Trong số đó có trường hợp đã bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Và lợi dụng việc làm tài khoản định danh điện tử và nâng cấp tài khoản định danh điện tử thì các đối tượng và lừa đảo thì thường gọi điện cho công dân ở trên địa bàn huyện Thọ Xuân với cái lý do là để chỉnh sửa các cái thông tin trên tài khoản định danh. Thì do cái sự thiếu hiểu biết của người dân thì một số người đã cung cấp các cái thông tin cá nhân rồi là liên quan đến số điện thoại rồi tài khoản. Các đối tượng đã chiếm quyền và sử dụng điện thoại và từ đó là chuyển cái số tiền trong tài khoản của người dân cho các đối tượng để chiếm đoạt. Lợi dụng việc lực lượng công an đang tập trung tuyên truyền vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và cập nhật, chỉnh sửa, làm sạch thông tin công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ công an gọi điện thoại hoặc nhắn tin hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng sẽ mời người dân trực tiếp đến cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết, đồng thời tạo ra các ứng dụng giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNEID thật. Khi công dân báo không lên làm được hoặc đang đi làm ăn xa, thì đối tượng sẽ hướng dẫn người dân truy cập vào đường link có chứa file cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo để tải về. Sau đó, chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin và chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNEID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNEID từ nguồn ngoài các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người khác. Lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua điện thoại. Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời điều tra, làm rõ. Hơn một tháng qua, thành phố Thanh Hóa đã bố trí hệ thống vạch mắt võng tại một số nút giao để chống ùn tắc. Tuy nhiên, ngoài sự lúng túng do thiếu hiểu biết ban đầu, thì hiện nay ý thức chấp hành của một bộ phận người dân khi lưu thông qua khu vực này vẫn hạn chế. Hệ thống vạch mắt võng đã được bố trí hơn một tháng qua, cùng với công tác tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người dân. Tuy nhiên, việc chấp hành vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Ghi nhận tại một số nút giao như ngã tư Trần Phú, Lê Quý Đôn, Trần Phú Đại Lộ Lê Lợi, Trần Phú Nguyễn Trãi cho thấy vẫn còn nhiều người tham gia giao thông dừng đỗ trên làn vạch mắt võng khi đèn đỏ. Đặc biệt là vào khung giờ cao điểm, cản trở các phương tiện muốn rẽ phải. Nguyên nhân là một bộ phận người dân tham gia giao thông khi thấy lực lượng chức năng thì chấp hành, còn nếu không có thì lại phớt lờ và vi phạm vì cho rằng các lực lượng chức năng chưa xử phạt. Tôi thấy cái tình trạng vi phạm và đứng đậu đỗ trên vạch mắt võng là vẫn diễn ra thường xuyên và liên tục. Nó dẫn đến cái tình trạng là những cái người mà người ta rẽ phải thì không rẽ được. Thì tôi thiết nghĩ rằng là việc tuyên truyền như thế là đủ rồi, cần phải có cái hướng xử lý, xử phạt. Mặt khác, hiện nay hầu hết các tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa là làn đường hỗn hợp, nên khi dừng đèn đỏ, các phương tiện ô tô, xe máy đều phải đứng trên cùng một làn đường. Song đèn tín hiệu chưa hết đèn đỏ, nhiều lái xe ô tô đã bấm còi inh ỏi thúc giục, gây bức xúc, thậm chí tranh cãi giữa những người tham gia giao thông khác. Trường hợp mà mình đã đi vào, mình không rẽ phải mà mình đứng vào cái làn ô tô thì rất là nguy hiểm. Và phương tiện đi lại đông, mình đè vào không được. Mà mình lấn sang đường thì cái phương tiện giao thông có đi quá nhiều như thế thì mình không thể an toàn được. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ quy định, vạch kẻ mắt võng được sử dụng để báo hiệu cho người điều khiển, không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông. Như vậy, khi thấy vạch kẻ mắt võng màu vàng, người điều khiển phương tiện giao thông không được dừng lại trong vạch này, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Mỗi người dân khi lưu thông trên các tuyến đường cần phải chú ý quan sát biển báo hiệu và vạch kẻ đường để tham gia giao thông đúng luật. Văn hóa giao thông chính là chấp hành quy định khi tham gia giao thông.
góp phần kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông và xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.